Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta, để thiên hạ trông thấy, bằng không các con sẽ mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, ta bảo các con, họ đã được phần thưởng rồi. Còn con có bố thí thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc các con bố thí được giữ kín. Và Cha con Đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Rồi khi các con cầu nguyện thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình. Họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngã đàng để thiên hạ trông thấy. Quả thật, ta bảo các con, họ đã được phần thưởng rồi. Còn con khi cầu nguyện thì hãy vào phòng, đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con Đấng ngự nơi bí ẩn. Và Cha con Đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Khi các con ăn chay thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não. Họ làm cho mặt mũi ủ dột để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật ta bảo các con, họ đã được phần thưởng rồi. Còn con khi ăn chay, hãy sức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Đấng ngự nơi bí ẩn. Và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta bước vào mùa chay với khởi đầu là thứ tư lễ tro. Trong ngày hôm nay chúng ta kiêng ăn một chút, gọi là giữ chay và kiêng thịt. Anh chị em ăn chay hôm nay có thấy đói không? Có thấy đói hơn mọi ngày không? Tôi cứ bình thường tôi cũng hay nhịn lắm, nhưng mà không hiểu sao ngày hôm nay nó đói quá. Người ta cứ bảo ma quỷ cám dỗ, ngày hôm nay bỗng dưng là thèm đủ thứ cả. Ngày thường thì không sao, ngày ăn chay thì cứ thấy thèm. Nhưng mà anh chị em đã vượt qua được, đã mình làm chủ được cái tính thèm ăn của mình, làm chủ được cái sự đói bụng của mình. Hội Thánh muốn mời gọi chúng ta ngày hôm nay, chúng ta thèm ăn, chúng ta đói, nhưng mà chúng ta tự chế một chút, chúng ta tiết độ một chút. Tiết độ
khởi đầu là từ việc ăn chay, nhưng mà từ đó để chúng ta làm chủ con người của mình, chúng ta cũng sống tiết độ trong tất cả các lĩnh vực khác nữa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có tiết độ như vậy á, thì chúng ta mới có thể từ từ vươn lên cao được. Có một cái nhân đức rất quan trọng trong đời sống luân lý Kitô giáo mà chúng ta hay quên, đó là đức tiết độ. Đức tiết độ, đức tiết độ là một nhân đức luân lý và là một trong bốn nhân đức cột trụ của đời sống Kitô giáo. Ngoài nhân đức đối thần là đối với Chúa, lòng tin, cậy mến, thì chúng ta có những nhân đức luân lý để cho thực hiện, chúng ta sống đạo cho tốt, thì có bốn nhân đức cột trụ mà tất cả các nhân đức khác đều phải quy về đó. Trước hết là đức khôn ngoan, thận trọng cân nhắc. Thứ hai là đức công bằng, công bằng với nhau. Thứ ba là đức can đảm, mạnh mẽ, ý chí quyết tâm. Và thứ tư là đức tiết độ, làm chủ những bản năng, làm chủ những nhu cầu, làm chủ các cái dục vọng của mình. Bốn nhân đức cột trụ là chính yếu trong đời sống Kitô giáo. Chúng ta ăn chay tức là chúng ta thực hành cái sự tiết độ. Chúng ta phải thực hành sự tiết độ là bởi vì sao? Bởi vì là những nhu cầu của con người ấy, đương nhiên là chúng ta muốn thỏa mãn nó. Mà khi chúng ta thỏa mãn thì nó lại càng khơi dậy cái sự thèm khát. Không bao giờ có thể thỏa mãn cho đủ hết. Là ví dụ chúng ta ăn, ai cũng muốn ăn ngon, phải không? Ăn ngon thì hôm nay ăn ngon cấp 1, ngày mai muốn ăn ngon cấp 2, càng ngày càng muốn ăn ngon, thì thỏa mãn không bao giờ cho đủ hết. Trái lại, chúng ta càng thỏa mãn thì chúng ta lại càng khơi dậy cái sự khao khát, thèm khát đó. Ngày nào cũng ăn ngon, ăn hết thịt bò, rồi cá, rồi các thứ cao lượng mỹ vị, thế cuối cùng là cái gì cũng chán ngấy, đúng không? Cái gì cũng chán hết. Nhịn đi một chút, thế cuối cùng ăn rau muống, mắm kho quẹt cũng vẫn ngon. Đó. Mình làm chủ những cái bản năng dục vọng của mình. Đức tiết độ là cái gì? Đức tiết độ là nhân đức giúp cho chúng ta biết làm chủ con người của mình, làm chủ các cái bản năng của con người, làm chủ những cái thèm muốn, làm chủ những cái thú vui của mình, để chúng ta sử dụng nó vừa phải thôi, trong đúng mức của nó thôi. Đức tiết độ giúp chúng ta làm chủ để chúng ta hướng thiện, chúng ta không có chiều theo những cái đòi hỏi, những cái thèm khát của cái tính xác thịt của chúng ta, nhưng chúng ta muốn vươn lên để chúng ta hướng thiện, quy hướng tất cả đời sống của chúng ta về với cái sự cao thượng, về với Thiên Chúa. Đó là đức tiết độ. Nếu chúng ta không thực hành sự tiết độ đó, thì chúng ta có nguy cơ gọi là lệch tâm. Anh chị em chạy xe máy, chạy xe hơi nhiều, thỉnh thoảng chị em phải đưa xe ra tiệm để nó cân bằng bánh xe cho, đúng không? Đó. Nhiều khi mình đi xe, mình thấy người trước á, lái xe thì bánh trước đi một đằng, bánh sau đi nẻo, có không? Đó. Mà rất là nguy hiểm, bởi vì cái người đó phải ghi tay lái dữ lắm, không ghi đó thì nó cứ lệch. Đó. Người ta gọi là sự lệch tâm. Trong con người chúng ta cũng vậy, nó có mấy cái lực. Một lực á, là kéo chúng ta đi lên, kéo chúng ta làm điều tốt, kéo chúng ta hướng thiện. Nhưng mà đồng thời cũng có một cái lực khác, nó kéo chúng ta lệch tâm đi, kéo chúng ta làm điều xấu, kéo chúng ta những nghiêng chiều về những sự thấp hèn. Chúng ta phải căn lại cho nó ngay thẳng, cho nó thật chỉnh. Nếu chúng ta không căn mà để cho đời sống chúng ta lệch tâm á, thì nó từ từ sẽ kéo chúng ta đi. Thì đức tiết độ là giúp chúng ta đi cho đúng đắn. Ăn chay cũng là như thế, chúng ta làm chủ con người của mình để làm sao để chúng ta căn lại cái hướng đi đó. Tất cả những nhu cầu, những bản năng thèm khát của chúng ta, nó phải được hướng thiện, nó đi theo cho đúng đó. Mà như vậy thưa anh chị em, thì không phải chỉ có tiết độ trong việc ăn uống mà thôi, mà tiết độ trong nhiều lĩnh vực lắm. Trước hết là chúng ta tiết độ trong sự ăn uống. Ăn chay là một hình thức
để chúng ta tiết độ làm chủ con người của mình. Không thể cứ buông theo những cái nhu cầu tự nhiên của mình là muốn ăn, ăn ngon, ăn cho sung sướng. Anh chị em thấy không? Tiết độ là điều cần thiết đấy. Bây giờ chúng ta bị bệnh nhiều lắm, mới đến tới bác sĩ bảo sao? Điều chỉnh lại chế độ ăn uống. Ăn thứ này ít đi, ăn nhiều quá thì sẽ bị bệnh thôi. Cho nên nó giúp chúng ta điều chỉnh lại cho đúng, cho thẳng đường. Đó. Tiết độ trong ăn uống, tiết độ trong vui chơi giải trí đó. Xem phim, ca nhạc, xem karaoke, tự nó là tốt thôi. Nhưng mà nếu chúng ta cứ thoải mái thì đời chúng ta sẽ bị lệch tâm ngay. Có giờ để làm việc, có giờ để vui chơi, vui chơi một phần nào đó, tỷ lệ nhỏ trong đời sống của chúng ta thôi. Đó. Phải tiết độ nó, phải kiềm chế nó. Mê xem phim, mê chơi, mê giải trí quá, đời chúng ta sẽ bị lệch ngay. Rồi tiết độ trong vấn đề sử dụng mạng xã hội nữa. Mạng xã hội là tốt, YouTube rồi thì Zalo rồi Facebook, tự nó là tốt thôi. Nhưng mà phải có sự tiết độ, phải kiềm chế nó, đừng có mê quá. Không những mê làm cho chúng ta mất thời giờ đã vậy, mà rồi thì tiết độ trong cái vấn đề là chúng ta đừng có dùng cái mạng xã hội để mà gieo rắc sự nghi ngờ, gieo rắc sự hận thù, gieo rắc sự khích bác lẫn nhau, gieo rắc những cái điều không tốt. Phải biết tiết độ, kiềm chế nó, kiềm chế những cái bức xúc, những cái thúc đẩy dục vọng trong chính con người của chúng ta này. Ăn chay ngay cả trong việc sử dụng mạng xã hội nữa, rồi ăn chay ngay cả trong đời sống gia đình của anh chị em đó. Trong gia đình anh chị em thì vợ chồng có thể có những lạc thú trong đời sống hôn nhân, nhưng mà cũng phải có sự tiết độ, chứ không phải là tự do muốn làm gì thì làm. Bao nhiêu người tự do quá độ cuối cùng là bệnh tật. Rồi tiết độ trong vấn đề sử dụng của cải đó. Kiếm tiền kiếm bạc làm giàu tự nó cũng xấu đâu, nhưng mà làm giàu như thế nào cũng phải có chừng có mực. Mình làm giàu nhưng mà đừng có thu tóm của cải, thu tóm đất đai, thu tóm tất cả về cho mình. Tiết độ thôi, vừa phải thôi, còn để phần cho người khác nữa chứ. Tiết độ chứ không phải là gom góp, thu tích cho mình. Tiết độ. Rồi tiết độ ngay cả trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Chúng ta khai thác vũ trụ đất đai này Chúa trao cho chúng ta để nuôi dưỡng chúng ta, để làm cho cuộc sống tốt đẹp. Con người có quyền khai thác thiên nhiên, nhưng mà chừng mực thôi, vừa phải thôi. Đừng có bóc lột thiên nhiên, phá rừng rồi khai thác biển, rồi đủ mọi sự hết, làm cho thiên nhiên trái đất này nó bị ô nhiễm, nó bị tàn phá. Đức Thánh Cha Francisco nói, chúng ta bóc lột như vậy, chúng ta để cho tương lai con cháu chúng ta một cái trái đất như thế nào? Tiết độ thôi, có chừng có mực thôi. Thưa anh chị em, ăn chay thì không phải chỉ là ăn chay, mà ăn chay là để chúng ta có cái cơ hội khởi đầu trong suốt cả tháng này cũng như trong đời sống chúng ta. Chúng ta tập tiết độ, làm chủ bản năng, làm chủ những thèm muốn, những khao khát của chúng ta, làm chủ cái lòng tham của chúng ta. Thưa anh chị em, chúng ta tiết độ để làm gì? Tiết độ không có dừng lại ở đó. Chúng ta tiết độ mới là một phần đầu thôi. Phần thứ hai, chúng ta tiết độ là để chúng ta mở lòng mình ra với Thiên Chúa và với tha nhân. Chúng ta tiết độ là để cho chúng ta hướng về Chúa, hướng thiện, nâng con người mình lên cao. Có tự chế như thế, có tiết độ như thế thì con người chúng ta mới vươn lên được. Trước hết chúng ta tiết độ ăn chay cũng như tiết độ trong vấn đề khác là để chúng ta mở lòng ra với Thiên Chúa. Khi chúng ta
thì tập trung sống cho mình, lo tới những sự hưởng thụ, mà lo cái cuộc sống mình ở đời này thôi, thì chúng ta không hướng lòng lên Thiên Chúa được. Chúng ta phải nói theo cái ngôn ngữ bình thường là ép mình, ép sát một chút, để tâm hồn chúng ta vươn lên cao. Chúng ta tập trung vào sự cầu nguyện, suy gẫm nhiều hơn. Nhưng mà ngay cả cầu nguyện cũng vậy đó, trong bài tin mừng Chúa bảo chúng ta cũng tiết độ thôi. Tiết độ đây làm sao? Tức là cầu nguyện nhưng mà đừng khoe khoang, đừng bắt chước biệt phái luật sĩ ra giữa đường đó rồi thì lúc nào chứng tỏ tôi là người đạo đức. Không. Cầu nguyện với Chúa trong tinh thần khó nghèo, trong tinh thần đức tin, có nghĩa là Chúa bảo vào trong phòng đóng kín cửa lại. Có những giờ phút chúng ta tập trung ở đây trong thánh lễ, trong cộng đoàn, nhưng mà cũng có những giờ phút chúng ta đóng cửa lại, đóng cửa phòng, đóng cửa tâm hồn mình lại, để chúng ta nâng tâm hồn lên với Chúa. Và ở một chỗ khác cũng sau bài phúc âm này này, để Chúa nói thế này: đừng có lải nhải nhiều lời, tiết độ ngay cả trong cái lời nói của chúng ta. Bên luật sĩ biệt phái cứ phải kể cho nhiều, rằng tưởng là như vậy Chúa mới nghe. Đôi khi chúng ta cũng phải tiết độ một chút, đừng có lải nhải nhiều quá. Lải nhải là bởi vì người ta muốn tranh thủ Chúa, muốn kéo về Chúa, kéo Chúa về phía mình, tranh thủ để Chúa đáp ứng nhu cầu của mình. Nhất khoát là phải Chúa phải nghe ý con. Lải nhải không, tiết độ thôi, cầu nguyện với cái lòng tin thôi, bày tỏ cái lòng tin của mình, khiêm tốn, sống tâm tình của một người con thơ nhỏ bé, phó thác cuộc đời của mình cho Thiên Chúa là cha của mình. Rồi chúng ta tiết độ để chúng ta mở lòng ra với anh chị em, với những người xung quanh chúng ta này. Khi chúng ta tiết độ như vậy thì chúng ta có cái để chia sẻ, hoặc là tiền bạc, hoặc là vật chất của cái, hoặc là thời giờ, khả năng của chúng ta. Tiết độ để chia sẻ cho người khác. Và ngay cả việc bố phúc bố thí cho anh chị em chúng ta cũng vậy đó. Chúa bảo cũng phải tiết độ, đừng có khoe khoang. Khoe khoang là tôi làm bác ái chỗ này, tôi giúp cho người này người kia. Chúa bảo mất hết công rồi, mất hết rồi, không còn gì nữa. Khoe khoang là mất hết. Thôi tiết độ thôi, đừng có khoe. Âm thầm Chúa biết thôi, và Chúa sẽ trả công cho chúng ta. Rồi thưa anh chị em, tiết độ, chúng ta làm chủ cái con người của mình, ăn chay, hã mình. Và Chúa bảo cũng đừng có kiếm công, đừng có kiếm lời khen, đừng có mà làm cho cái bộ mặt ủ rũ để cho người ta khen ông này đạo đức, bà kia đạo đức. Không, Chúa bảo ăn chay thì ngược lại, sức thuốc thơm đi, chải đầu đàng hoàng đó, mặc áo đẹp vào, để không ai biết mình ăn chay hết. Và cha ngươi đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho ngươi. Cho nên đối với người tín hữu công giáo, ăn chay không phải chỉ là một hình thức để chúng ta gọi là ép mình ép xác, chúng ta sống co cụm, chúng ta sống khép kín, chúng ta sống cái cuộc đời khô cằn. Không phải. Ăn chay tiết độ là để chúng ta mở lòng ra, và chúng ta vui tươi hạnh phúc bởi vì chúng ta gặp được một cái niềm vui lớn lao hơn tất cả những gì chúng ta đã từ bỏ. Thưa anh chị em, chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta hiểu được cái điều này, sự tiết độ. Và chúng ta phải làm chủ con người của chúng ta thôi. Ngày ăn chay qua rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn phải tập luyện cái sự tiết độ đó mãi trong cuộc đời chúng ta. Đặc biệt giờ phút này anh chị em sẽ tiến lên để nhận tro trên đầu. Đó là một cái dấu chỉ nhắc nhở chúng ta thật là ấn tượng. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi trò, chúng ta chả là gì hết, chỉ là bụi trò thôi. Và chúng ta sẽ trở về với bụi trò. Ước gì lời kinh thánh này ghi khắc sâu đậm trong chúng ta, để chúng ta hướng lòng về Chúa. Và vì chúng ta hướng lòng về Chúa, cho nên chúng ta cố gắng để chấn chỉnh lại đời sống của chúng ta, đừng để lệch tâm, mà luôn luôn hướng lòng về Chúa, đi theo đúng con đường mà Chúa đã mời gọi chúng ta.
Xin Chúa chúc lành cho anh chị em trong mùa chay thánh này được dồi dào ơn Chúa, được sự sốt sắng, để lòng tin cậy mến, để chúng ta mở lòng với Chúa và mở lòng với anh chị em chúng ta. Amen.